Xin chào cả nhà, hôm nay Hương sẽ chia sẻ với cả nhà của mình một cái dòng nước hoa mà phải nói là nó sốt từ năm ngoái cho đến năm nay luôn. Và Hương cực kỳ mê cái dòng này. Bởi vì sao mà Hương chia sẻ cái dòng Narciso Pori này là bởi vì Hương đã dùng em này hơn một năm rồi. Và Hương cảm thấy là quá quá thích luôn. Chính vì điều đó mà hôm nay Hương sẽ chia sẻ chi tiết cho những bạn nào chúng ta chưa trải nghiệm mùi này thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn. Còn ai mà chúng ta đã thử qua mùi này thì mình sẽ có một cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn rất là nhiều nha. Bây giờ thì mình cùng thử thôi. Cái dòng Pori sẽ là một cái chai mang một cái màu nude như thế này nè. Và nó là cái chai lùng. Bởi vì Narciso có rất là nhiều dòng, nhưng mà cái dòng Narciso Pori này á thì Hương lại thích. Bởi vì nó lùng lùng như vậy và nó có một cái màu nude nè, khá là nhẹ nhàng luôn ha. Khi mà xịt ra một cái, tự nhiên cái cảm giác đầu tiên của mình sẽ là một cái mùi hương của hoa hồng, hoa cam và hoa nhài nó hòa quyện với nhau. Chính vì cái điều đó mà nó làm cho mình có một cái cảm giác hương hoa ngập tràn. Nhưng mà riêng đối với lại dòng Narciso thì đây là một trong những dòng nước hoa đặc biệt với cái tông mùi phấn. Là phấn ở đây sẽ là từ xạ hương. Và nhà điều chế nước hoa của cái dòng Narciso này á, là ông đã từng cảm thấy là nhớ nhung và ông rất ấn tượng về một cái cô gái có một cái tông mùi xạ hương quyến rũ. Chính vì vậy mà trong tất cả những dòng Narciso, mọi người sẽ thấy một cái đặc điểm, đó chính là xạ hương rất rất là nhiều. Và trong mỗi một chai nước hoa, ngoài cái việc hòa quyện giữa xạ hương, những cái hòa quyện giữa những cái tông của hoa đó, nó chỉ khác nhau ở cái tông mùi hoa thôi. Ví dụ như dòng này thì mọi người sẽ thấy là Pori sẽ có tông mùi hoa hồng nè, hoặc là tông mùi hoa cam và hoa nhài. Nhưng mà riêng những cái dòng Narciso khác thì chúng ta sẽ thấy những tông mùi như là hoa sứ hoặc là hoa huệ. Đó, mỗi một mùi như vậy thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng khác nhau. Quả thật khi mà mình xịt nước hoa của Narciso Pori này á, cái cảm giác tự nhiên là cái cơ thể mình nó được mịn màng hơn luôn á. Mọi người sẽ nghĩ là ủa tại sao tự nhiên xịt nước hoa mà mịn màng. Nhưng mà Hương chia sẻ như thế này đây nè. Đó, tự nhiên mỗi lần Hương thấy cái hơi sương của cái chai nước hoa ha, trời ơi nó ướp lên cái cơ thể của mình. Tự nhiên mình có một cái cảm giác là một cái mùi hương phấn nè, nó hòa quyện với lại cái cơ thể của mình. Tự nhiên mình cảm thấy trời ơi thích quá. Cái cảm giác giống như là một em bé baby á mọi người, mà chúng ta có thể ôm vào lòng vậy đó. Hương cực kỳ thích cái mùi hương này. Tuy nhiên bên cạnh đó không những là xạ hương đâu, mà chính những cái nốt hương như là của hoa hồng, hoa cam và hoa nhài đó, nó sẽ hòa quyện vào nên nó làm cho cái mùi hương này nó trở nên nó rất là đặc biệt. Hương thích nhất đó chính là cái nốt cuối cùng, đó chính là cái gỗ ấm, cái sự hòa quyện mang đến một cái sự ấm áp. Chính vì cái điều này mà chai nước hoa Narciso này Hương có thể dùng được 365 ngày luôn. Xuân, hạ, thu, đông, tất cả các mùa Hương đều dùng được. Thậm chí là những cái lúc mà Hương đi chơi với bạn bè, hẹn hò với lại người yêu của mình thì Hương vẫn có thể dùng mùi này. Trong suốt hơn một năm mấy Hương sử dụng cái Narciso Pori này, Hương mới phát hiện ra một điều, đó chính là cái thời tiết nó cũng quyết định được cái việc tỏa hương. Ví dụ như những ngày mà rất là nắng nóng nè, khi mà ban ngày Hương đi làm thì Hương nghe rất rõ những cái nốt hương ngoài cái phấn ra thì nó sẽ có một chút hoa cam và một chút hoa hồng, nó làm cho mình cảm thấy cái mùi hương nó dễ chịu. Đó, nhưng mà những ngày mưa hoặc là những buổi tối, những buổi tiệc quan trọng á, hoặc là đặc biệt là hẹn hò với người yêu á, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một cái tông mùi của gỗ nó hòa quyện chung với lại cái xạ hương, nó khiến cho cái mùi hương nó nữ tính hơn. Và không hiểu tại sao là một cái cảm giác dễ chịu cực kỳ, nó khiến cho cái mùi hương này rất là đáng yêu. Nên những bạn nào mà chúng ta chưa trải nghiệm cái dòng Narciso của Pori này thì hãy thử một lần đi. Hương đảm bảo mọi người sẽ nói wow, tại sao cái mùi hương này nó dễ thương đến như vậy và nó làm cho mình được thoải mái cái tinh thần của mình. Chính vì vậy, nếu ai chưa bao giờ thích nước hoa hoặc bạn chưa tìm được một chai nước hoa mà mình ưng ý thì hãy thử cái dòng Narciso Pori này đi, bạn sẽ cảm nhận được một cái điều khác biệt hoàn toàn. Nói tóm lại thì Narciso có rất là nhiều mùi hương, nhưng mà Narciso Pori là một trong những mùi hương mà Hương nghĩ rất là đáng để mình dùng luôn á. Bởi vì khi mà Hương xịt lên tự nhiên Hương có cảm giác mình trẻ ra nè, mùi hương nó thoang thoảng, nó khiến cho mình dễ chịu hơn và làm cho những người khác họ thích đứng gần mình hơn. Đặc biệt một cái điều là xịt nước hoa trên da của mỗi người có thể độ lưu hương sẽ khác nhau, nhưng mà Hương xịt lên hai bên cái bả vai của mình á thì nó sẽ thơm trên 12 tiếng luôn, mình thơm nguyên một ngày luôn, đã lắm luôn á. Hương rất là vui khi chia sẻ với cả nhà một cái mùi hương mà Hương cực kỳ yêu thích, đó chính là Narciso Pori. Hy vọng mọi người chúng ta ai đã dùng qua mùi này thì nhớ là cho Hương một tí cảm nhận nha. Nếu như mọi người muốn Hương review tiếp theo cái chai nước hoa nào thì nói cho Hương biết, thì lúc đó thì Hương sẽ review chắc chắn là cực kỳ chi tiết và cực kỳ chân tình với cả nhà của mình luôn á. Đừng quên subscribe và like kênh YouTube của Missy Perfume để Hương sẽ có thêm nhiều động lực và làm nhiều video hay hơn nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà.